Ok, chào anh em. Hôm nay lại gửi cho anh em tham khảo lịch mồi câu nha anh em. Thì đa phần những con mồi này sẽ là những con mồi từ thị trường Nhật về, giống như bốn con này là bốn con Mirabat nè, ba con này cũng là ba Mirabat luôn. Đó. Con này là con Duo, con này là con Ima, trên đây là những con hàng Daiwa nha anh em. Daiwa. Rồi, để mình lên cụ thể từng con mồi cho anh em xem. Shop bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi cũng biết shop lên á thì anh em cứ gửi về cho shop nha. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, đi gửi cho anh em xem tham khảo mã số 1. Thì mã số 1 thì mình sẽ có bốn con này. Bốn con hàng Mirabat nha. Đó, con này về cho anh em câu cá lóc nè, cá nheo nè, đó. Anh em câu chẽm, câu hanh, câu cháp thì rất là ngon nha. Thì bốn con này thì nó sẽ có bốn màu khác nhau. Đây. Con này sẽ là màu này, đó. Đó, đây là con này là một con hàng của Mirabat, hàng report nha anh em. Đây. ATR. Thì con này nó sẽ nặng là 7 g nha anh em, nặng 7 g. Dài của nó sẽ là dài 45 mm nha anh em, dài 45 mm và con này nó lặn được là 60 cm nha anh em. Đó, nó lặn được 60 cm, nó dạng là trên mặt lửng lửng thôi. Đó, con này đánh lóc rất là ngon nha, đánh lóc đánh nheo rất là thúc cá luôn. Đó. Câu cá cháp cũng được. Đó. Mồi cũng tương đối nhỏ nha anh em. Thì về được cái này về được một màu nè. Đây là màu vàng đồng. Đó. Màu vàng đồng này rất là xịn nha. Màu đen. Đây, đen vàng ánh kim. Đó. Đây. Đó. Màu này sẽ là màu xanh. Xanh phản. Đó. Xanh đập chuối, xanh phản quang vậy nè. Đây, ở đây. Về bốn màu nha. Thì chỉ có con này thì cái con mắt bên đây nó bị mất như này, bị mất đây đó. Thì giá một con này giá sẽ là 145k nha nè, 145k một con. Riêng cái con này giá sẽ là 115 nha nè, con này sẽ là 115 tại vì nó không hoàn hảo thì mình bán giá rẻ một tí. Đó, 145k một con, riêng con này sẽ là 115 nha nè. Đó, Mirabat thì hàng quá nổi tiếng rồi, action chuẩn chỉ nhé. Coi giá công khai 145k một con nhé, mã số 1. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 vẫn lên cho anh em vẫn là ba con mồi, ba con hàng Mirabat luôn. Đây. Cái này vẫn là hàng Mirabat Gipod nha anh em. Con này là con Gipod MGX. Thì con này cái thề của nó sẽ dài hơn mã số 1 một tí. Đây, anh em thấy không? Đó. Dài hơn thì con này nó sẽ lặn sâu hơn nha anh em. Đó, con này sẽ lặn sâu hơn. Thì con này chiều dài của nó vẫn là 45 mm nha anh em, 45 mm, nặng là 7 g luôn nhé, nặng 7 g. Và con này nó lặn được là 2,4 m nha anh em. Đó, con này lặn được 2,4 m. Con này anh em nào đánh mấy cái đầm nào sâu sâu á, nước sâu nè, thôi đánh mấy đập nước sâu sâu á, đánh mấy con lóc nè, đánh cả nheo này, đánh chanh đánh cháp cũng rất là ngon nhé. Đây, cái này thì mình về được ba màu nha anh em, ba màu. Đây, màu này. Đó. Màu này. Đây. Này, cái mắt nó rất là đẹp nha anh em. Đó. Nói chung là hàng Mirabat này thì quá nổi tiếng rồi. Con này cũng rất là mới nha anh em. Đó. Màu này. Đó. Mã số 3 thì mã số 2 thì mình có ba màu này. Đó. Giá vẫn vậy nha anh em, giá vẫn là 145k một con. Đây, Mirabat nha, tên đầy đủ, màu mã số 2 này thì rất là mới nhá, mồi rất là mới luôn. Đó. Xịn sò, 145k một con nha anh em, được 4 con, được 3 con thôi nhé. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 thì lên cho anh em một con chiên cho anh em câu gần, câu cá nhông, cá hồng, cá chẽm, cá vượt đó nè, miền ngoài thì gọi là cá vượt. Nó đây. Thì đây một con hàng Duo nha anh em, hàng Duo, tên của nó đây nè. Đó. Thì con Duo này thì nó dài sẽ là 105 mm nha anh em, dài 105 mm, nặng là nó nặng được 15,6 g. Đó. Hàng chuyên về cho anh em câu gần nhé, câu gần. Đó. Câu gần, câu kè, đây lửng còn rất là bén nhá. Phản quang nó thì xịn sò rồi. Đó. Hàng Duo xịn, phản quang xịn sò. Con này nó sẽ dạng đi lửng nha anh em. Con này nó sẽ dạng đi lửng và lặn mát của nó được là 3 m nhá. Đi lửng và lặn mát được 3 m. Phản quang xịn sò ngon lành nhá.
Rồi, giá công khai mã số 3, giá sẽ là 105k nha anh em, 105k mã số 3. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì gửi cho anh em là một con mồi bóp. Đó, con bóp cho anh em câu chẽm nè. Đó. Câu cá măng. Đây, nó đây. Đó. Câu mấy cá hanh cá cháp. Thì đây là một con bóp của hãng Jackson nha anh em, Jackson. RBK bóp. Đó. RA bóp nè anh em. Đó. Thì con bóp này thì nó dài sẽ là được 68mm nha anh em, dài 68mm, nặng nó sẽ là được 6.2g. Đây, một con bóp. Rồi, giá công khai mã số 4, giá sẽ là 90k nha anh em, 90k mã số 4. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 thì gửi cho anh em lên cho anh em tiếp là một con bóp nè, đó. Thì con bóp này thì mình không biết tên nhé. Con bóp này nhìn thì rất là xịn luôn. Đây, dạng nó 3D anh em. Đây, cái lõi nó nằm ở trong đây. Đây, nhìn rất là xịn luôn. Đó, màu ngoại hình cũng còn rất là mới. Thì con bóp này thì nó dài sẽ là được 50cm nha anh em. Đó, dài được 55mm nha anh em. Dài được 55mm. Nặng là 12g nhé. Dài 55mm, nặng 12g. Đây, rất là xịn nhé. Con này 12g thì anh em đánh kè, đánh gần cũng được rồi. Không thôi anh em cầu đầm. Đó. Rồi, giá công khai mã số 5. Giá sẽ là 115k nha anh em, 115k mã số 5. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Duo luôn nha anh em. Một con hàng Duo. Đây. Là Benchlin nha anh em. Đó. Đây, mồi thì rất là mới nha. Thì con này dạng đánh theo kiểu dock nha anh em. Đánh nó dạng nó đi trên mặt nước và nó lắc qua lắc lại nha. Đó. Con này thì anh em về câu đầm, câu chẽm, câu măng, câu cá nhông. Màu rất là đẹp. Men Duo này thì đặc biệt có con mắt của nó làm sắc sảo nhé. Lử thì còn bé ngót. Thì con này nó sẽ dài sẽ là 85mm anh em. Dài 85mm, nặng của nó sẽ là được 6.2g. 6.5g nha anh em. Con này nặng 6.5g và con này nổi dạng đi đốt. Rồi, giá công khai mã số 6, giá sẽ là 100k nha anh em, 100k mã số 6. Tiếp theo lên cho anh em mã số 7. Mã số 7 lên cho anh em là một con Mirabass. Đây, hàng này khá nổi tiếng nha anh em. Đây, Mirabass. Nó để trên nha anh em. Insane dock, một con dock lớn nha anh em. Đây. Tên cho nó đây, một con dock lớn đây. Hàng Mirabass thì anh em nhìn thấy không? Rất là xịn nha. Phản quang nó cực kỳ tốt. Lử còn bé ngót luôn. Con này thì có thể nói là chưa sử dụng vẫn được nha anh em. Rất là đẹp. Đây. Rất là đẹp. Đó. Con dock này thì nó sẽ dài, chiều dài của nó là được 97mm nha anh em. Dài 97mm. Nặng là 14g. Đó. Con này 14g thì anh em có thể câu đầm, câu gần hoặc câu kè cũng được. Đó. Rất là ngon nha. Một con dock bự. Phản quang tốt. Xịn sò, anh em lấy về cũng thể sưu tầm được, đó. Rất là đẹp nhá. Rồi, giá công khai mã số số 7, giá sẽ là 140k anh em, 140k mã số 7. Tiếp theo sẽ là mã số 8 nha anh em, mã số 8, mã số 8 lên cho anh em là một con hàng của hãng Ima, đây, Excellent nhìn anh em, đó. Thì con Ima này thì đã qua sử dụng nha nè, ngoại hình xây xác rất nhiều nè. Đó. Nhưng mà được cái là hàng xịn, nên phản quang của nó đây. Phản quang của hàng Ima này thì quá xịn này. Đó. Cái này rất là nổi tiếng nhá, hàng Ima này quá nổi tiếng luôn rồi. Đây. Phản quang rất là xịn nhá. Lưỡng thì ba cái lưỡng còn bánh ngót luôn. Đó. Phản quang nó quá trời ok. Cái này thì chiên gần nhá, chiên gần cho nên em câu cá nhông, cá quật. Đó. Rất là ngon nha. Đó. Quá trời ok. Thì con Ima này nó dài sẽ là 125mm nha anh em. Dài 125mm. Nặng nó sẽ là nặng 18g nhé. Nặng 18g. Và con này nổi, khi anh em kéo nó sẽ đi lửng lại mặt nước. Đó. Thu hút, rất là thu hút cá nha anh em. Phản quang tốt, thu hút cá. Rồi, giá con Ima này, giá sẽ là 105k nha anh em. 105k mã số 8.
tiếp theo số 9. Rồi, ok, tiếp theo sẽ là mã số 9 nha nè. À, mã số 9 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Gabala. Đây, tên của nó đây. Đây, Gabala Cooldown nha nè. Thì con Gabala mã số 9 này thì nó dài sẽ là được 70cm nha nè. Dài sẽ là 70mm. Đó. Dài 70mm, nặng nó sẽ là nặng được là 7g nhé. Đây, một con Gabala. Con này thì rất là tiếng, anh em đánh rất là nhiều. Đó. Thì con này thuộc dạng là nó chìm nha anh em, sinking. Đó, dạng nó chìm chậm thôi. Đó. Đây, một con chìm chậm. Ngoại hình rất là đẹp nhé. Rồi, giá công khai mã số 9 con Gabala này, giá là 105k nha anh em. 105k mã số 9. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 thì lên cho anh em một con mồi nội địa đây, một con chết bát. Anh em tên của nó đây. Đó. Canxin chết bát 70SB. Đây. Mồi thì còn rất là mới nha. Đó. Phản quang cũng cực kỳ tốt. Lữ thì bé ngót. Đó. Con chết bát này thì chuyên về cho anh em dạng săn chẽm nha, săn chẽm, săn nhồng. Đó, câu cả hồng cá mú. Đó. Câu cá măng cũng rất là ngon nha anh em. Đó. Anh em đi câu cá leo cũng được. Đây. Phản quang nó đây, xịn sò nhá. Thì con Z-Bass này thì nó dài sẽ được là 70mm nha anh em. Dài 70mm. Nặng sẽ là 7g nhá. Ơ, dài 70mm. Dài 70mm, nặng sẽ là 10g nha anh em. Nặng 10g. Và con này dạng nó đi lửng nhá. Con này dạng đi lửng. Rồi, giá công khai mã số 10, giá sẽ là 125k nha anh em. 125k mã số 10. Tiếp theo mã 11. Mã 11 lên cho anh em một con mồi của hãng Surus. Đây, tên của nó đây. Đó. Surus. Thì con Surus này thì nó sẽ là một con dạng cho anh em câu gần nha anh em, câu gần câu kè. Đó. Đây, hàng nội địa thì phản quang nó khỏi bàn nha anh em. Con này thì mình rất là thích cái con mắt của nó. Này, nhìn rất là đẹp nhá. Đây cũng vậy. Đây, rất là đẹp. Thì con Surus này thì nó dài là 120mm nha nè. Dài 120mm. Nặng nó sẽ là nặng được là... Nặng là 12g nha nè. Nặng 12g. Và con này nổi. Dạ anh em kéo cắt sình nó sẽ đi lửng là trên mặt nước. Đó. Là dưới mặt nước nha nè. Đó. Rất là đẹp. Con này chiên nhầm nhé. Nhầm chẽm cuộc. Đó. Rồi. Giá công khai mã số 11. Giá sẽ là 105k. Mã 11. Tiếp theo mã 12. Mã 12 là gửi cho anh em là một con mồi của hãng Kencat. Đây, Kencat. Tên của nó đây anh em. Đây, 10F. Đây. Phản quang nữa đây. Xịn nha anh em. À, phản quang rất là đẹp. Mấy cái này gắt thuốc cá đây, lử nữa đây. À, còn bao giờ lử luôn. Thì cái này thì nó được hai chỗ móc nha anh em. À, tùy vào các sình anh em muốn. Đó. Thì con này nó dài sẽ được là 100mm nha anh em. Dài 100mm, nặng sẽ là 10g. Và con này nó lặn á, nó lặn được mắt của nó sẽ được là 30cm nha anh em. À, lặn mắt được 30cm. Đó. Rất là thú cá nha. Cái này cho anh em về câu nhồng, câu chẽm, câu cá măng, câu leo cũng rất là ngon. Phản quang này thôi. Màu vàng đồng thì mấy con cá này rất là thích nè. Đó. Rồi, giá công khai mã số 12, giá sẽ là 105k nha anh em. 105k mã số 12. Tiếp theo mã số 13. Mã số 13 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Jackson. Đây, một con mồi hãng Jackson. Thì con này thuộc dạng 2 action nha anh em. Đây, cái đuôi của nó có thể lắp qua lắp lại nè. Hoặc anh em nó muốn nó đứng yên thì cũng được. Đây, đó, cái thanh này có thể chạy tới chạy lui nha anh em. Đó. Màu rất là đẹp. Đó. Con Jackson này thì nó dài được là 86mm nha anh em. Dài 86mm, nặng sẽ là 9.7g nhé. Nặng sẽ là 9.7g. Đây, tên của nó đây nè.
À, phần bán mồi thì mình sẽ bán những con mồi hãng thế này nó, cho anh em muốn cần cái action đó thì anh em cứ có thể dò gõ lên YouTube hoặc hãng Google á là nó sẽ có action bán cá này liền đó, cho anh em dễ biết. Phản quang thì quá ok rồi, xịn sò. Con này quảng chiên chẽm nha, chiên chẽm chiên cá măng. Rồi giá công khai mã số 13, giá là 115k nha anh em, 115k mã số 13. Tiếp theo mã số 14 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Shimano. Đây, một con Shimano Scorpion. Đây, Shimano nha anh em. 85N. Thì con Shimano này thì nó dài sẽ được là 85mm nha anh em. Dài 85mm, nặng là 9g. Và con này nó dạng nổi nha anh em, dạng nổi. Đó. Và các sình con này nó đi nó dạng nó đót nha anh em. Đây anh em kéo nó sẽ lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại thế này. Đó. Nổi và lực dạng đánh thiểu đót anh em. Đây, đặt đi lắc qua lắc lại thế này. Đó, đi trên mặt nước nhá. Rất là đẹp, một con Shimano. Rồi, giá công khai mã số 14. Giá sẽ là 100k nha, 100k mã 14. Tiếp theo mã 15. Mã 15 gửi cho anh em nào con mồi của hãng Alpha. Tên đây, đó. Con này thì search Google giá rất là mắc nha anh em. Đó. Con này nó có bi tống nè, có tiếng là bi tống. Đây. Đó. Thì con Alpha này thì nó dài sẽ được là 90mm, nặng sẽ là 8.5g. Đó. Và con này nó nổi nha anh em, nổi và action của nó dạng giống như dạng dog nha anh em. Dog hoặc anh em thể đánh theo kiểu Bentley. Đó. Đánh cái giật thì giật thế này, hoặc anh em đánh từ từ nó sẽ lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại. Đó. Thì giá công khai mã số 15, giá vẫn là 100k nha anh em, 100k mã 15. Tiếp theo mã 16. 16 gửi cho anh em là con mồi của hãng Lucky Cat. Đây. Thì con 16 này một con mồi của hãng Lucky Cat. Một con bóp nha anh em, con này dạng đánh bóp. Đây. Có đuôi luôn nha anh em. Đuôi cá lông. SB bóp bơ nè anh em. Đây. Rất là đẹp, phản quang cực kỳ xuất sắc. Thì con 16 này thì nó dài sẽ được là 73mm nha anh em, dài 73mm. Nặng nó sẽ là nặng được là 8.8g. Và con này nổi tính bóp. Đó. Rồi, giá công khai mã số 16, giá sẽ là 85k nha anh em. 85k mã 16, một con mồi quá trời đẹp nhé. Tiếp theo mã số 17. 17 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Jackson. Đây, tên đây, Jackson Ata S9 nha anh em. S9. Đây, con Jackson này cũng khá nổi tiếng nhá. Anh em đánh cũng rất là nhiều. Con này chiên chẽm nhá, chiên chẽm chiên cá nhồng, cá măng. Đó. Thì con Jackson này thì nó dài sẽ được là 90cm nha, 90mm nha anh em, dài 90mm. Nặng nó sẽ là nặng được 12g. Đó, anh em có thể câu gần, câu kè cũng rất là ok nhá. Đây, anh em có thể câu đầm cũng được. 12g này đánh khá ok rồi. Đó, lửng thì còn miếng ngót luôn. Đó. Con Jackson mồi rất là đẹp. Thì con này thì nó dài được là 90mm, nặng 12g. Con này đánh action theo kiểu sinking nha anh em, sinking. Rồi, giá công khai mã số 17, giá là 120k nha anh em, 120k mã số 17. Tiếp theo mã số 18. 18 gửi cho anh em là con mồi bóp. Đây, con bóp này rất là đẹp. Đó. Đây, anh em nhìn đây. Đó. Còn cái bóp này của hãng Kencat cho anh em, Kencat Bass Band nè. Đó. Lưỡi thì còn miếng ngót. Và hàng thì rất là đẹp, xuất sắc, được gọi là xuất sắc luôn anh em. Thì con 18 này thì nó dài sẽ được là 65mm nha anh em. Dài 65mm, nặng sẽ là 10.5g. Dạng con này đánh theo cửa đánh bóp nhé. Bóp. Và anh em về là móc phá được. Nó quá đẹp rồi. À. Đây. Rất là đẹp nha. Rồi, giá công khai mã số 18. Giá sẽ là 95k nha anh em. 95k mã số 18. Tiếp theo mã số 19. 19 lên cho anh em một con chiên gần. Đó. Một con chiên gần, hàng khá nổi tiếng. Đây một con đai qua mua thành nha anh em. Đó. Đây, Murathan.
Thì con đai qua Murathane này thì cái phôi của nó rất là xịn nhá. Đó. Hàng thuộc loại hàng xịn này. Con này có 3 cặp lưỡi cũng còn bé ngót luôn. Con này thì cũng dạng chuyên về cho anh em câu gần nha anh em, câu gần, câu cá nhông, câu cá vượt, câu cá mú, câu cá hồng, rất là ngon nhé. Hàng chuyên gần. Thì con đai qua Murathane này thì nó dài sẽ được là 125mm. Dài 125mm nha anh em, dài 125mm, nặng sẽ là 21g. Và con này nó lặn được là 20cm nha anh em, lặn mắt được là 20cm thôi, dạng đi là lửng lửng nha. Ngoại hình khá là đẹp, phản quang ok. Ngoại hình con này thì có xây xác nhưng mà phản quang ok nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai mã số 19, giá là 125k nha anh em. 125k mã 19. Tiếp theo gửi cho anh em mã cuối cùng. Đó. Mã cuối cùng thì đây một con mồi của hãng Daiwa nha anh em. Đây, cái tên của nó đây, nó khá là mờ. Đây, Daiwa TD Benlin nha anh em. Đó. Con này có ánh kim nè, dạng con này dạng đánh theo kiểu dog hoặc anh em đánh theo kiểu Benlin nha anh em. Đó. Thì anh em cắt sinh cho nó, anh em kéo nước sẽ bắn ra hai cái mang này anh em. Đây, hai cái mang nó có lộ, nó sẽ bắn nước ra tạo sinh nhá. Mọi cũng còn khá ok, ngoại hình tương đối. Đó. Thì con này chuyên về cho anh em dạng câu chẽm nha anh em, câu chẽm câu đầm. Thì con này nó nặng là 9g, dài là 90cm luôn nha anh em. Để mình đo cái chiều dài nó xem. Đúng rồi anh em, con này nó nặng là 9g, dài 90cm, dài 90mm. Đó, Benlin tên đây. Đó. Rồi, giá công khai mã số 20, giá là 100k nha anh em, 100k mã 20. Rồi, đó tổng cộng 20 mã mồi lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng mã nào có thể chốt để shop điện thoại shop tự động liên hệ với anh em nhé. Hoặc anh em có thể liên hệ với số điện thoại shop để góc này màn hình nha anh em. Đó. Rồi, cảm ơn anh em.